Loa này nhìn hơi xấu nhưng mà nghe lại rất là hay. Anh em nghe thử xem là chất âm khi mà lắp trên cái thùng loa demo như thế nào nhé. Cái loa này được thiết kế theo cái đặc trưng của dân Bắc Âu, đấy là sự đơn giản, không màu mè nhưng mà lại thiên về là chất lượng rất là tốt. Thứ nhất, chúng ta thấy cái phần khung này được thiết kế là hợp kim cực kỳ chắc chắn, khác biệt rất là lớn so với cả những cái loa zin nguyên bản của xe làm bằng nhựa. Cái thứ hai nữa, chúng ta nhìn thấy là cái nam châm cũng rất to so với cả loa zin và khá là nặng. Thứ ba, chúng ta nhìn thấy ở đây dấu hiệu là EMA Global Partner, là cái liên kết và được chứng nhận bởi cái Hiệp hội Âm thanh xe hơi châu Âu. Nó chứng nhận là cái loa này rất là chất lượng. Ở đây chúng ta thấy là công suất lên RMS là 60W và công suất cao nhất lên tới là 180W, nó rơi vào khoảng hơn 2 lần so với cả cái loa zin nguyên bản của xe. Đấy, đây là cái dòng Performance, là cái dòng thiên về hoạt động hiệu suất cao với kích thước của loa là 6.5 inch và hoạt động ở cái trở kháng 4 ôm. Như vậy, với một cái mức giá rất dễ chịu chỉ hơn 3 triệu thì đây xứng đáng là một cái dòng loa mà chúng ta có thể là trải nghiệm trên tất cả các dòng xe thông dụng hiện tại. Chúng ta có thể nghe thư giãn lúc tắc đường, chúng ta có thể nghe trên đường đi công tác, chúng ta có thể nghe trong những chuyến du lịch với gia đình. Các bạn muốn trải nghiệm thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi để có thể lắp lên chiếc xe quý của mình nhé.